phải nhanh chóng tỉnh lại đâu. Cho dù Han Yu chơi là con ruột của chồng tôi đi nữa thì bất cứ thứ gì của DL cũng không thể cho chơi đứa con ngoài giá thú. Vụ tai nạn xe của chồng tôi, anh cũng nhanh chóng khiến cuộc điều tra kết thúc đi. Dạ. Miri à, đi đâu vậy? Yuta có chuyện quan trọng muốn nói với em. Hình như là chuyện với anh Usert đó. Cô là nhân chứng thứ hai trong vụ án mẹ tôi đúng không? Khai lại đi rằng khi đó cô đã nói dối. Đưa tôi ra khỏi đây, rồi tôi sẽ thú nhận.